Đây mình sẽ demo một cái hệ thống là chúng ta sẽ mở khóa một cái thiết bị gì đó bằng tiền. Thì ở đây mình có cài sẵn trong cái thiết bị này là nó chỉ mở khóa khi mà chúng ta chạm cái tờ 500 ngàn vào thôi. Thì chúng ta thấy như ở đây là một cái hệ thống báo động. Ví dụ như nếu mà bạn bật cái công tắc này á mà không có chạm một cái chìa khóa vô, ở đây là chìa khóa là cái tờ tiền á, thì sau 5 giây nó sẽ kích hoạt báo động. Đó, như chúng ta thấy nó đang kích hoạt báo động. Thì đó, thì bắt buộc chúng ta phải tắt cái công tắc đi. Thì ở đây thì ví dụ như là chúng ta có tờ 500 ngàn ở đây, mình cài là tờ 500 ngàn thì nó mới chạy. Nhưng ta phải chạm tờ 500 ngàn vào đó. Thì sau khi chạm thì nó mới 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 chạy được. Hoặc là ví dụ như là những cái tờ khác thì nó sẽ không chạy. Đó, những cái tờ tiền khác thì nó không chạy. Nhưng mà riêng với tờ 500 ngàn thì nó sẽ kích hoạt cái công tắc. Đó. Chúng ta chỉ cần chạm tờ 500 ngàn này vào hoặc là tờ 500 đồng này cũng không chạy luôn. Đấy. Tờ 10 ngàn cũng không chạy luôn. Nhưng mà chỉ riêng với cái tờ 500 ngàn này á thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta sử dụng, chúng ta chạm vào cái thiết bị và nó sẽ kích hoạt cái công tắc lên.